Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Khánh Duy mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 149 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 149 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, 16 bàn tay khác của Hạ Đông Dương thi triển diệt kiếp ấn, hủy diệt ấn, diệt tuyệt ấn, bất tử ấn, hướng sinh ấn. Tất cả đều là những ấn pháp có uy lực khủng mạnh vô cùng. Những con mắt trên 9 cái đầu lóe ra thần quang, gã thi triển một kích mạnh nhất đánh tới Diệp Phúc. Cùng lúc đấy, Đông Hoàng Phủ Tung chấn động tinh thần, trầm giọng nói: "Kỳ nhi, Diệp Tiểu Bảo chắc chắn sẽ ra tay nghênh đón Hạ Đông Dương. Một khắc hắn ra tay kia chính là lúc hắn hoàn toàn chết. Lão tổ ta tới giết hắn, người tới giết ba tên nhân hoàng ma tộc kia." Đông Hoàng Kỳ cũng thần thái hưng phấn đằng đằng sát khí, cười ha hà mà nói: "Ba tên nhân hoàng ma tộc vừa mới tấn thăng này, ta còn chưa để vào mắt đâu." Lúc này, Hạ Đông Dương cuối cùng cũng xuất hiện ở sau Diệp Phúc, đằng đằng sát khí. 9 cái đầu, 18 cánh tay, 16 đạo chư thiên thần vương công đức ấn đồng loạt đánh đến Diệp Phúc. "Hạ Đông Dương, khi cha ngươi truyền thụ chư thiên thần vương công đức ấn cho ngươi, chẳng lẽ không cảnh cáo ngươi tuyệt đối đừng dùng môn ấn pháp này trước mặt ta hay sao?" Diệp Phúc vẫn chưa xoay người lại, mà sau đầu hắn đột nhiên vang lên tiếng ong ong, 7 vòng công đức kim luân đồng thời hiện ra, không ngừng xoay tròn, đủ loại ca ngợi, đủ loại gia trì, khiến hắn thần thánh như thần vương vậy. "Sao? Đạo đức kim luân ư?" Hạ Đông Dương cả kinh, bàn tay còn chưa kịp hạ xuống thì bỗng thấy một vòng trăng sáng dâng lên, chụp gã vào bên trong. Ngay sau đó, gã ngẩng đầu nhìn xung quanh, lại thấy 5 cái trụ lớn chống trời cao lồng lộng, toàn thân là màu hồng, chính là 5 ngón tay của Diệp Phúc. "Mau ra tay!" Đông Hoàng Phủ Tông hét lớn. Vừa mới kêu ra những lời này thì Hạ Đông Dương đã bị Diệp Phúc bắt, không khỏi giật mình kinh hãi. Nhưng lúc này đã bị lộ, như vậy lão cũng chỉ có thể ra tay. Tu vi của Hạ Đông Dương cũng chẳng cao minh là bao, còn kém xa Tu Đề Minh Tôn, cũng không sánh được với Bảo Hiền Minh Tôn và Diệp Phúc. Sở dĩ y có thể cùng Bảo Hiền Minh Tôn chống lại, chủ yếu dựa vào sự ảo diệu của chư thiên thần vương công đức ấn. Bằng không giao thủ cùng Bảo Hiền Minh Tôn, y sẽ không bị Bảo Hiền đoạt mất kiều đỉnh mà y tân khổ khổ mới luyện ra được chỉ trong vòng 2 chiêu. Thậm chí cả thuần dương linh mạch bậc 9 cũng bị cướp đi nốt. Không thể không nói, chư thiên thần vương công đức ấn quả thật ảo diệu vô cùng. Hạ Đông Dương dựa vào môn vu pháp này ngang tả ngang sức với Tu Đề Minh Tôn, thậm chí ép cho Bảo Hiền Minh Tôn rơi xuống hạ phong. Nhưng y lại đụng tới người cũng tinh thông môn vu pháp này là Diệp Phúc thì chỉ có thể kinh ngạc. Ngay cả một chiêu cũng không dám đỡ, thậm chí nửa chiêu phát ra cũng đã bị Diệp Phúc bắt giữ. Y vừa sợ vừa giận, ngẩng đầu nhìn thì thấy Diệp Phúc đã che khuất nửa bầu trời, ánh mắt như cười như không nhìn y, giống như y là một con kiến trong lòng bàn tay hắn vậy. Một cơn giận dữ nổi lên trong lòng Hạ Đông Dương, y quát lớn liên tục, khiến cho từng đạo chư thiên thần vương công đức ấn đánh tới U Thiên thần vương đồ ách ấn của Diệp Phúc, định phá vỡ phong ấn này để thoát khốn mà ra. "Diệp Thiếu Bảo, ngươi cho là ngươi là thánh chủ thì có thể dùng một bàn tay bóp chết ta sao? Ta đã tu thành thân thể bất diệt, nguyên thần bất diệt, mà còn kế thừa truyền thừa của Thủy Tố, Thánh Hoàng, ai cũng đừng hòng làm gì được ta." Đột nhiên, 5 chiếc trụ màu đỏ như thịt chống đỡ phiến trời đất minh nguyệt này sụp đổ xuống, lập tức đè sập lên Hạ Đông Dương. Hạ Đông Dương thậm chí còn chưa kịp nói xong đã bị Diệp Phúc trực tiếp bóp chết. Thân thể, nguyên thần và thiên địa pháp tướng của y đều nổ tung, thậm chí cả chân linh bất diệt cũng bị ép cho dập nát, chết đến không thể chết nữa. Y vẫn cho là mình là cao thủ tuyệt đỉnh, có thể sánh với nhân hoàng. Thế nhưng ở trước mặt vị bá chủ cấp nhân hoàng là Diệp Phúc này, y lại chẳng là cái gì cả, trực tiếp bị nghiền nát. Nào là kiêu ngạo, nào là niềm tin, nào là huyết mạch của Thủy Tổ Thánh Hoàng đều biến thành hư ảo. Oanh! Bầu trời đột nhiên sáng bừng hẳn lên, những luồng uy năng cấm bảo thoáng chốc bao phủ cả mấy nghìn dặm. Phía dưới thâm cốc, một chiếc thần lô vô cùng khổng lồ từ từ dâng lên. Nó giam cầm hư không, phong ấn toàn bộ hư không lại, ngay cả ba vị đại minh tôn vương như Già La, Tu Đề và Bảo Hiền, ba vị cường giả cấp nhân hoàng cũng đều bị giam giữ. Còn phá cẩu Hạo Thiên Khuyển này cũng bị định trị giữa không trung, không thể động đậy. Đây chính là Thái Dương Thần Lô. Đông Hoàng Phủ Tung cuối cùng cũng đã ra tay. Chiếc Thái Dương Thần Lô này không lớn, chỉ tầm 1 dặm, nhưng nó vừa mới xuất hiện, khuếch trương hơi thở cấm bảo ra ngoài, ngay lập tức vạn dặm, chấn áp vạn vật phải thần phục. Trong thần lô, vô tận Thái Dương chân hỏa hừng hực bốc cháy, hóa thành một vầng mặt trời chói chang, đốt cháy tất cả, thiêu sụp hư không. Nhân hoàng đỉnh phong tế cấm bảo lên, uy năng của nó phát ra có thể nói là khủng bố. Khu thâm cốc này giống như rơi vào kiếp nạn thế giới hủy diệt. Đám cao thủ đi theo Hạ Đông Dương đến đây, toàn thân bốc lên liệt hỏa, trong chớp mắt cháy thành tro bụi. Diệp Phúc trở tay không kịp, cũng bị chấn áp, bị chiếc thần lô này trực tiếp hút vào trong. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Kỳ cuối cùng cũng ra tay, thân hình khẽ động, liền có vô số tam túc kim ô kêu vang, ùn ùn kéo đến đám người Già La Minh Tôn, định thừa dịp bọn họ bị Thái Dương thần lô định trụ này, sẽ đem ba người một chó đánh gục tất cả. Diệp Thứ Bảo gì chứ, thiên tài gì chứ, ở trong tay lão tổ ta còn chẳng phải không chịu nổi một kích kia sao? Đông Hoàng Phủ Tung cười ha hả, rất thả lòng hà dạ. Cái gọi là trời, há lại có thể đánh đồng cùng lão tổ ta ư? Lão tổ ta chỉ cần nắn một cái là có thể luyện hóa ngươi rồi. Lão đang định thúc giục Thái Dương Thần Lô thì bỗng cảm thấy uy năng của Thái Dương Thần Lô nhanh chóng suy giảm. Món cấm bảo này được Thái Dương Thần Cung đưa vào trong mặt trời, luyện hóa hơn 10 vạn năm, hấp thu Thái Dương tinh khí nên có uy lực vô hạn. Cho dù là nhân hoàng, thánh chủ thì nó cũng có thể luyện hóa thành tro chỉ trong chớp mắt. Nhưng giờ phút này, trong Thái Dương Thần Lô như có thêm một con quái vật với sức ăn kinh người, chẳng những không bị Thái Dương Thần Lô luyện hóa mà ngược lại không ngừng cắn nuốt uy năng của thần lô. Diệp Thiếu Bảo, ngươi còn dám chống đối lại lão tổ ta sao? Ta thừa nhận ngươi dùng một chiêu giết chết Hạ Đông Dương, thực lực ngoài dự liệu của lão tổ ta. Nhưng lúc này lão tổ ta đã tế cấm bảo của Thái Dương Thần Cung lên, ngươi chỉ còn một con đường chết, cần gì phải phản kháng lại ta như vậy? Hãy ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi, như vậy còn đỡ bị giày vò. Đông Hoàng Phủ Tung thúc giục uy năng của Thái Dương Thần Lô, cười to với vẻ mặt thật giận dữ. Lão tổ ta tu vi đã đạt tới nhân hoàng đỉnh phong, nay lại có cấm bảo trong tay, ta không tin là ta không luyện chết được ngươi. Đỉnh đầu của lão, tinh khí như thủy triều ầm ầm cuộn sóng, từng đợt tuôn vào trong Thái Dương Thần Lô, thúc giục uy năng của nó. Lúc này, Đông Hoàng Phủ Tung đã đem toàn lực ra để thúc giục cấm bảo. Uy năng thật là dũng mãnh. Chỉ thấy mặt trời trong Thái Dương Thần Lô càng lúc càng lớn, hỏa thế càng ngày càng mạnh, thậm chí hóa thành một lò lửa thuần xanh, ngay cả nhân hoàng chi bảo cũng có thể dễ dàng luyện hóa thành tro bụi. Uy năng của Thái Dương Thần Lô càng ngày càng mạnh, Đông Hoàng Kỳ tự thấy cho dù là mình bị nhốt vào trong thần lô thì cũng sẽ hóa thành tro tàn chỉ trong khoảnh khắc. Liệu thế hạng người mới xuất hiện như Diệp Phúc chắc chắn không thể chống đỡ, sẽ chết chỉ trong chớp mắt. Có điều, dù lão tàn lực thúc giục món cấm bảo này thì Diệp Phúc ở bên trong cũng không hề bị luyện hóa, mà lại càng thêm điên cuồng hấp thu uy năng của Thái Dương Thần Lô, không ngừng cắn nuốt đi năng lượng của chiếc thần lô này, làm cho tu vi của Đông Hoàng Phủ Tung và uy năng của thần lô không ngừng giảm xuống. Tiểu tử này rốt cuộc là con quái vật nào vậy? Đông Hoàng Phủ Tung với bộ mặt dữ tợn quát to liên tục. Thiên địa pháp tướng đột nhiên xuất hiện, chính là một con tam túc kim ô vạn trượng. Nó thu đôi cánh lại, liền hóa thành một vị hoàng đế mặc hoàng bào, tai đeo song long, một con hỏa long làm đai lưng cuốn lấy quanh eo. Chân y dẫm lên hỏa vân, đỉnh đầu treo một đạo nhân hoàng cấm pháp, há miệng phun ra vô số con tam túc kim ô bay múa đầy trời. Đột nhiên chúng thu cánh lại rồi đứng bên cạnh Thái Dương Thần Lô, phun ra từng đạo hỏa long rót vào trong lò, thúc giục Thái Dương chân hỏa. Dưới sự liều mạng của lão, uy năng của món cấm bảo Thái Dương Thần Lô này đã được lão phát huy ra một thành, dẫn ra cấm pháp chân thân mà vị vua hoàng Thái Dương Thần Cung đã luyện chế ra trước thần lô này. Trong lô, mặt trời chuyển động, liệt hỏa lưu kim đốt cháy tất cả. Uy lực như thế đủ để đem bá chủ cấp thánh chủ luyện chết không biết bao nhiêu lần. Lúc này, Đông Hoàng Phủ Tung dùng toàn lực thúc giục thần lô đối phó với Diệp Phúc. Uy năng Thái Dương Thần Lô rút vào bên trong, khiến cho đám người Già La Minh Tôn như chút được gánh nặng, đã có thể thoải mái hành động. Đông Hoàng Kỳ gào thét đánh tới, đầy trời tam túc kim ô đều trả tới bọn họ. Một tiếng răng rắc vang lên, một con tam túc kim ô đã chảo vỡ sọ não của Bảo Hiền Minh Tôn, xốc sọ hắn lên, há miệng phun vào một đạo sóng lửa, chỉ trong chớp mắt liền đốt cháy sạch sẽ thân thể vị nhân hoàng ma tộc này. Già La Minh Tôn, Tu Đề Minh Tôn và Hạo Thiên Khuyển cũng gặp nạn trong nháy mắt. Bọn họ bị vô số con Tam Túc Kim Ô cắn xé, khiến cả người đầm đìa máu tươi. Nhưng nguyên năng của cấm bảo đã tán đi, khiến đám người Già La Minh Tôn đều nhẹ nhàng thở ra, lập tức khôi phục thân thể. Già La Minh Tôn dẫn đầu tế y doãn huyền quan lên. Chiếc quan tài thật lớn ấy hoành ngang trời. Nắp quan tài mở ra vù một tiếng, thu hết đám Tam Túc Kim Ô kia vào trong huyền quan. Lập tức nắp quan tài đậy lại, đánh tới Đông Hoàng Kỳ. Các ngươi đây là đang muốn chết sao? Đông Hoàng Kỳ cười ha ha, không để ý đến cái nắp quan tài đang đánh đến kia. Hắn nhe răng cười gằn. Có lẽ các ngươi còn chưa biết, ta chính là nhân hoàng trung kỳ. Nhân hoàng trung kỳ có thể tiêu diệt được một đám nhân hoàng sơ kỳ. Cùng lúc đấy, Bảo Hiền Minh Tôn quát lên một tiếng, tế thập bát tầng thiên ngục lên. Tu Đề Minh Tôn thì bốn khuôn mặt đầy âm trầm tế lên phong thần đài. Hạo Thiên Khuyển tế đả thần tiên lên, đồng loạt đánh tới Đông Hoàng Kỳ. Bốp một tiếng, Đông Hoàng Kỳ bị chiếc nắp quan tài do Già La Minh Tôn tế lên đánh cho nát thân thể. Ngay sau đó, thiên ngục áp chế, ngục thất chít gào, giơ móng vuốt chụp tới, phá tan thân thể y ra thành từng mảnh. Đông Hoàng Kỳ vừa giận vừa sợ, y đưa thiên địa pháp tướng ra. Nhân hoàng cấm pháp hoành không gầm thét. Hôm nay tất cả lũ các ngươi đều phải chết. Y còn chưa kịp khôi phục thân thể thì phong thần đài đã đánh tới, đâm cho thiên địa pháp tướng của y tan ra thành 5-6 phần. Ngay lập tức đả thần tiên vung lên đánh nát nguyên thần của y. Đông Hoàng Kỳ vội vàng khôi phục thân thể, nguyên thần và thiên địa pháp tướng. Đã thấy mình giơ lên phong thần đài, một tấm bảng trên có chữ vàng hạ xuống chiếu rọi thân hình của y. Đông Hoàng Kỳ bị tấm kim văn đại bảng này chiếu, chỉ cảm thấy nguyên thần thân thể cùng thiên địa pháp tướng, thậm chí là chân linh bất diệt đều không thể động đậy, khiến cho y sợ tới mức hồn phi phách tán. Già La Minh Tôn tế y doãn huyền quan đánh tới, đánh chết đi ngay tại trên phong thần đài. Chỉ thấy một luồng anh hồn của Đông Hoàng Kỳ bồng bềnh hiện ra, rơi vào giữa phong thần bảng. Hạo Thiên Khuyển thu hồi phong thần bảng, khẽ lắc đầu, rồi khẽ lắc tấm bảng này, chỉ thấy kim bảng gợn sóng như mặt nước. Thiên địa pháp tướng của Đông Hoàng Kỳ đi ra từ trong kim bảng. Pháp lực mênh mông, ngoài không có thân thể ra thì vẫn mạnh mẽ như ban nãy. Tấm phong thần bảng này lại có thể dùng như vậy sao? Hạo Thiên Khuyển ngẩn ngơ, lập tức mừng rỡ, dương đuôi lên cao khá là đắc ý. Lão tử vô địch rồi, lão tử vẫn là đệ nhất tôn vương. Mà lúc này ở trong lò, Diệp Phúc thoải mái gần như muốn hô to lên. Hắn bị Đông Hoàng Phủ Tung đánh lén rồi bị thu vào trong cấm bảo luyện hóa. Hắn bèn đem chiếc Thái Dương Thần Lô mà hắn đã thu được kia tế lên, liền đứng ở thế bất bại. Thái Dương Thần Lô của hắn chính là thánh bảo đang ngủ say, là Thánh Hoàng Chi Bảo do vị Hạo Thiên Đại Đế luyện chế ra khi ông ta ở cảnh giới Thánh Hoàng. Uy lực của nó mạnh hơn Thái Dương Thần Lô của Thái Dương Thần Cung không biết bao nhiêu lần. Dù sao, Thần Lô của Thái Dương Thần Cung chính là thứ phòng chế theo chức thánh bảo trong tay Diệp Phúc này, căn bản không thể sánh được với thánh bảo. Chẳng qua, thánh bảo này trong tay Diệp Phúc đã ngủ say, dù là Diệp Phúc cũng không thể nào làm nó thức tỉnh được. Nhưng có tinh khí của Đông Hoàng Phủ Tung cùng Thần Lô của Thái Dương Thần Cung tương trợ, món thánh bảo này đang từ từ sống lại. Diệp Phúc một lò trong tay, tinh khí của vị nhân hoàng đỉnh phong Đông Hoàng Phủ Tung này vô cùng vô tận. Thái Dương chân hỏa trong Thái Dương Thần Lô của Thái Dương Thần Cung gào thét tuôn vào trong lô đỉnh của hắn, mà bên người Diệp Phúc thì ngay cả một ngọn lửa cũng không có. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mà. Diệp Phúc cảm động không thôi, ngửa mặt lên trời thở dài, cảm kích Đông Hoàng Phủ Tung trăm ngàn lần. Vị lão nhân hoàng của Thái Dương Thần Cung này thật đúng là người chuyên làm việc tốt mà không để lại tên tuổi. Người như thế ở trong thiên hạ cực kỳ hiếm thấy. Vì để báo đáp ngươi, vậy để cho thần lô của ta đem tu vi toàn thân ngươi, thậm chí là cấm bảo của ngươi, cắn nuốt sạch sẽ, sau đó cho ngươi chết toàn thây vậy. Ở trong Thái Dương Thần Lô có không gian bát ngát gần như vô cùng vô tận. Đây chính là bảo hồn giới của món cấm bảo này. Trong bảo hồn giới này, một vầng mặt trời cực lớn lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Phúc, ánh lửa vô biên vô tận trào ra từ trong đó, bị chiếc thần lô trong tay của hắn cắn nuốt đi. Mặt trời to lớn chừng vài trăm dặm, tuy đó không phải là mặt trời thực sự, nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy một cảm giác áp bách khó có thể thở nổi. Nhưng không lâu sau, vầng mặt trời này đã bị thánh bảo trong tay Diệp Phúc kia cắn nuốt cho càng lúc càng ảm đạm, mà mặt trời trong món thánh bảo đó lại dường như được đến một tia sinh cơ, dần dần sáng ngời trở lại, trông như đang châm một ngọn nến ở trong một quả cầu đen nhánh. Món Thánh Hoàng Chi Bảo này hấp thu được uy năng của cấm bảo Thái Dương Thần Cung nên đang từ từ phục hồi, tản ra một luồng hơi thở tuyệt cường, thậm chí còn hơn cả Vu Hoàng. Diệp Phúc lập tức tế thiên địa pháp tướng của mình lên. Hạo Thiên Đại Đế cất bước đi vào trong mặt trời đang hồi phục này, kết nối với Thánh Hoàng phân thân của Hạo Thiên Đại Đế bên trong mặt trời, nỗ lực khống chế món Thánh Hoàng chi bảo này. Đây là một cơ hội khó mà có được, lấy thực lực bản thân hắn thì không có cách nào để khống chế được món thánh bảo kia. Dẫu sao thánh bảo là do Thánh Hoàng luyện chế ra, lúc tế luyện cần một lượng tinh khí và tu vi vô cùng to lớn, đủ để hút khô Diệp Phúc trong khoảnh khắc. Nhưng giờ phút này có tinh khí của cấm bảo Thái Dương Thần Cung cùng tu vi của Đông Hoàng Phủ Tung đã khiến cho hắn thoải mái tế luyện món Thánh Hoàng chi bảo này. Tinh khí của cấm bảo cộng thêm tu vi của Nhân Hoàng đỉnh phong là một nguồn năng lượng to lớn biết bao. Diệp Phúc vốn không thể nào tế luyện được Thánh Hoàng chi bảo, nhưng dưới tình huống này lại có khả năng. Chuyện tốt như thế đi đâu để tìm đây? Chỉ cần hắn tế luyện thành công món Thánh Hoàng chi bảo này, cho dù là Đông Hoàng Thiên có tới thì cũng không thể cướp đi được món thánh bảo này khỏi tay của hắn. Chỉ có Vô Hoàng, mà phải là Vô Hoàng có huyết thống của Hạo Thiên Đại Đế thì mới có thể đoạt đi món thánh bảo này. Bởi thế cho nên có thể nói nó đã là vật trong túi của Diệp Phúc. Không qua bao lâu, mặt trời trong Thái Dương Thần Lô đã bị hút đi chỉ còn to tầm vài dặm. Uy thế càng lúc càng yếu đi, độ sáng càng lúc càng ảm đạm, mà tốc độ phục hồi của mặt trời trong thánh bảo kia lại dần dần tăng lên. Liên hệ giữa thiên địa pháp tướng của Diệp Phúc và thánh bảo cũng càng thêm chặt chẽ. Tang một tiếng, vòng mặt trời trong cấm bảo của Thái Dương Thần Cung kia cuối cùng cũng bị thánh bảo cắn hết, dập tắt ngay tại chỗ, chỉ để lại một thân hình to lớn của một con Tam Túc Kim Ô với thân người đầu chim, lưng mọc đôi cánh, chân có 3 cái, một thân lông vũ vàng hoa lệ, toàn thân phát ra từng luồng hơi thở bá đạo mà chỉ Vô Hoàng mới có. Thân của nó cao tới vài vạn trượng, trông như một vị thiên thần oai phong lẫm liệt không thể xâm phạm. Đây là cấm bảo phân thân của vị Vô Hoàng Thái Dương Thần Cung đã rèn ra món cấm bảo này, nhưng dù là cấm pháp phân thân của Vô Hoàng thì cũng bị thánh bảo áp chế cắn nuốt. Món thánh bảo này hầu như là khắc tinh hoàn mỹ của Thái Dương Thần Lô, áp chế con Tam Túc Kim Ô hình người kia không thể nào động đậy, bị định trụ ở trong hư không. Cấm pháp cùng tinh khí trong cơ thể nó không ngừng tuôn chảy vào trong thần lô trong tay Diệp Phúc, khiến cho món cấm bảo này liên tục phục hồi. Mặt trời bên trong càng lúc càng sáng ngời. Cắn nuốt đạo Vô Hoàng cấm pháp phân thân này vẫn chưa đủ để trước Thái Dương Thần Lô này hoàn toàn phục hồi, cùng với hoàn toàn đánh thức được Thánh Hoàng phân thân của Hạo Thiên Đại Đế. Nhưng nguy năng của nó cũng hơn xa cấm bảo. Lúc này Diệp Phúc lại càng thêm cảm kích Đông Hoàng Phủ Tung dùng cấm bảo và tu vi của người khác để tế luyện thánh bảo cho mình. Trên đời này đâu còn chuyện sảng khoái hơn thế đây. Mấu chốt là ta lấy được một đạo tinh khí của Vô Hoàng cấm pháp phân thân tế luyện tòa thánh bảo này, ai còn có thể đoạt nó đi khỏi tay ta được nữa đấy. Đến lúc này rồi, Đông Hoàng Phủ Tung cũng cảm thấy không đúng. Diệp Phúc ở trong Thái Dương Thần Lô không bị luyện chết mà lại như một con thú lớn cắn nuốt cả vạn vật. Tu vi của lão cùng tinh khí của món cấm bảo Thái Dương Thần Lô đều không ngừng bị hút đi. Thậm chí món cấm bảo này còn bị thương đến căn nguyên, ngay cả cấm pháp phân thân mà vị Vô Hoàng luyện chế ra nó cũng đều bị cắn nuốt, liên tục suy yếu đi. Loại tình huống này tựa như chấn ma quật của Hàn Nguyệt Cung, chẳng qua nó càng thêm khủng bố hơn chấn ma quật. Đông Hoàng Phủ Tung cảm thấy tu vi của mình đang nhanh chóng giảm xuống, chỉ trong chớp mắt đã bị cắn nuốt đi một nửa tu vi. Uy năng của Thái Dương Thần Lô cũng yếu hẳn đi, thậm chí mặt trời nhỏ hình thành trong lô cũng bị cắn nuốt, tan biến không thấy đâu nữa. Mà tại khoảnh khắc ấy, lão có thể cảm giác được ở trong Thái Dương Thần Lô của mình có một hơi thở cực kỳ khủng bố đang từ từ khôi phục. Luồng hơi thở này khủng bố đến mức ép cho lão không cách nào thở nổi. Ngay cả Thái Dương Thần Lô lúc này cũng phát ra tiếng vang vì không chịu được. Đây có nghĩa là năng lực chịu đựng của món cấm bảo này đã đạt đến cực hạn. Cũng là chuyện lão chưa từng gặp phải. Đường cấm bảo là không thể chịu được hơi thở khủng bố của đồ vật trong lô kia bị chấn áp cắn nuốt. Loại chuyện này lão chưa từng nghe thấy bao giờ. Trong tâm của lão cũng không khỏi có chút kinh nghi bất định, kinh hãi. Thái Dương Thần Lô là cấm bảo của thần cung chứ không phải là bảo vật của một mình lão. Nếu nó bị hủy đi ở trong tay của lão thì Đông Hoàng Phủ Tung tin chắc rằng cho dù lão có là Thái Thượng trưởng lão thì Đông Hoàng Thiên Thánh Chủ cũng sẽ một trường đánh chết mình. Đi ra cho ta! Lão đột nhiên lật ngược cái Thái Dương Thần Lô cho đáy nó chổng lên trời, định rũ Diệp Phúc ra. Nhưng lão lại tuyệt vọng vì Diệp Phúc đã cắm rễ bên trong thần lô, vốn không hề định rời khỏi đây. Kỳ Nhi, còn không mau tới giúp lão tổ một tay! Đông Hoàng Phủ Tung hét lớn, thế nhưng lại không hề nghe thấy Đông Hoàng Kỳ đáp. Vội vàng quay đầu nhìn lại thì thấy một con chó đen đang đắc ý tế lên một tấm bảng có chữ vàng, khoe khoang với ba vị nhân hoàng ma tộc kia. Đệ nhất đại tôn vương, mã là đệ nhất đại tôn vương, lão tử có được phong thần bảng, Giết một người là tăng thêm một phần thực lực. Bọ cạp chết tiệt, con sâu bọ thối tha, còn con trâu đần độn kia, bọn người lấy cái gì mà tranh vị đại nhất tôn vương với ta được đây? Kỷ Nhi chết rồi sao? Chết rồi sao? Đông Hoàng Phủ Tung ngơ ngẩn. Lão thu Diệp Phúc vào trong Thánh Dương Thần Lô, định luyện hóa hắn cũng không hề lâu, còn chưa đến nửa canh giờ. Thật không ngờ vị bá chủ nhân hoàng trung kỳ Đông Hoàng Kỳ đã bị ba tên khốn kiếp nhân hoàng sơ kỳ cùng một con phá cẩu mới chỉ tam bất chật cảnh đánh chết, triệt để hồn phi phách tán. Ngay cả thiên địa pháp tướng đều biến thành khô lỗi của con phá cẩu kia. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Đông Hoàng Phủ Tung vừa giận vừa sợ. Lão bỗng ngừng thúc giục Thái Dương Thần Lô mà phi thân vào bên trong lô, thầm nhủ: Thái Dương Thần Lô là cấm bảo của Thái Dương Thần Cung ta, nếu mất hoặc bị hủy trong tay của ta, ta có vạn lần chết cũng phải tự mình tiến vào trong lô giết chết tên Diệp Tiểu Bảo kia. Như vậy mới giải trừ được mối nguy trước mắt này. Lão gào thét hạ vào trong lô đỉnh, tiến vào trong bảo hồn giới của thần lô. Vừa ngẩng đầu nhìn thì thấy cấm bảo phân thân của vị vua hoàng đã tạo nên món cấm bảo này liên tục bị chiếc thần lô trong tay Diệp Phúc hút đi uy năng, không ngừng luyện hóa, cắn nuốt tinh khí toàn thân. Lão cảm thấy tim mình đau như bị đau cắt vậy. Thái Dương Thần Lô cho dù có thoát khỏi sự chấn áp của Diệp Phúc thì uy năng cũng sẽ tổn hao nhiều, uy lực của cấm bảo sẽ không mạnh như trước nữa, yếu đi không biết bao nhiêu lần. Cho dù có đưa vào trong mặt trời ma luyện vài trăm năm cũng chưa chắc có thể khôi phục đến thời kỳ cường thịnh. Chẳng qua khi lão nhìn đến chiếc thần lô trong tay Diệp Phúc kia, trong mắt lập tức phát sáng, hô hấp dồn dập, gần như là vui mừng đến phát cuồng. Thái Dương Thần Lô, đây là Thái Dương Thần Lô chân chính, là Thánh Hoàng Chi Bảo mà thủy tổ của tộc Đông Hoàng ta, Hạo Thiên Đại Đế luyện chế ra. Chỉ cần ta lấy được chiếc thần lô này, cho dù cấm bảo có triệt để bị phá hủy thì ta cũng sẽ không có chút tội nào mà lại lập được công lớn, một công lao to lớn không gì có thể sánh nổi. Đông Hoàng Phủ Tung không nhịn được mà cất tiếng cười to, râu tóc bay múa. Những lo lắng vừa rồi đã không cánh mà bay, thần thái của lão bay lên, mặt mày tỏa sáng. Lão cười ha ha nói: Thật là trời cũng giúp lão tổ ta, vận mệnh của ta là thiên hạ vô song, ngay cả ông trời cũng phải giúp ta, để ta tự mình giành được thánh bảo mà thiên đế năm đó tự mình luyện chế ra. Đông Hoàng Phủ Tung ta tất có thể tế ngộ đó. Xem ra tương lai vấn đỉnh vô hoàng cũng không phải là lời nói suông. Lão vô cùng đắc ý bước nhanh về phía Diệp Phúc, cười gằn mà nói: Tiểu tử kia, niệm tình ngươi tìm được thánh bảo của Thái Dương Thần Cung ta, lão tổ cho ngươi một cơ hội. Giao Thánh Hoàng Chi Bảo của Đông Hoàng tộc ta ra đây, lão tổ sẽ cho ngươi chết không chút đau đớn nào cả. Diệp Phúc đã sớm thấy Đông Hoàng Phủ Tung giáng lâm đến phiến vào hồn giới này, hắn khẽ cười nhẹ nhàng nói: Đúng vậy, ngươi cũng không nhìn lầm đâu, món bảo vật này quả thật chính là thánh bảo của Đông Hoàng tộc các ngươi. Năm đó Hạo Thiên Đại Đế vì nghênh cưới Tây Vương Mẫu đã tặng nó làm sinh lễ kìa. Hắn không hề để ý đến uy áp kinh thiên động địa mà Đông Hoàng Phủ Tung phát ra kia, tiếp tục chậm rãi nói: Sau đó Hạo Thiên Đại Đế bỏ Tây Vương Mẫu, ông ta cũng không thu nó lại mà rơi vào trong tay Tây Hoàng, con của Tây Vương Mẫu. Ta lấy được kho báu Nam Thiên Môn của Tây Hoàng, món thánh bảo này liền rơi vào trong tay của ta. Chẳng qua là vị tiến bố này, người muốn có được nó e là không có khả năng đâu. Diệp Phúc ấy nãy nói: Món thánh bảo này đã không còn là của họ Đông Hoàng nữa rồi, mà là của họ Diệp ta. Đông Hoàng Phủ Tung từng bước lớn ép tới Diệp Phúc, khí thế càng lúc càng cao, càng bành trướng. Hơi thở của nhân hoàng đỉnh phong đủ để chấn chết ba vị đại vua tam bất diệt cảnh, khiến cho bá chủ nhân hoàng sơ kỳ cũng không dám có chút ý nghĩa phản kháng. Lão cười lạnh nói: Người tế luyện món thánh bảo này sao? Đồ oắt con, hành vi của ngươi đúng là một trò cười trong mắt lão tổ ta. Lão tổ ta là hậu đại của Hạo Thiên Đại Đế, thừa kế huyết thống của ngài, muốn lấy đi chức Thái Dương Thần Lô này thật quá dễ dàng mà. Tinh khí toàn thân của lão ầm ầm vọt tới Thái Dương Thần Lô. Lão há mồm phun ra một ngụm tinh huyết cuốn vào tinh khí, định đoạt món thánh bảo này khỏi tay Diệp Phúc, sau đó sẽ xử tử hắn. Lão là huyết mạch của Hạo Thiên Đại Đế, trong tinh huyết có ẩn chứa huyết mạch lực của Hạo Thiên Đại Đế. Ở trong suy nghĩ của lão, chỉ cần chạm đến trung tâm của món Thánh Hoàng Chi Bảo này là có thể điều khiển được nó. Diệp Phúc khẽ cười cũng không ngăn cản lão ta. Tinh huyết cùng tinh khí của Đông Hoàng Phủ Tung cùng nhau rơi vào trong đỉnh, lại như châu đất xuống biển, ngay cả gợn sóng cũng không có lấy một, đừng nói là khống chế, điều khiển nó. Lão vẫn chưa thôi, liên tục phun ra tinh khí cùng từng ngụm tinh huyết mà Thái Dương Thần Lô vẫn là bảo vật của Diệp Phúc. Lão chẳng thể chiếm được quyền nắm giữ món thánh bảo này. Đông Hoàng Phủ Tung ngẩn ra, không thể tin tưởng nổi. Diệp Phúc nhíu mày, ngẩng đầu liếc lão một cái, không vui mà nói: Vị lão tiên sinh này, Lão cứ phun một ngốm rồi lại một ngụm máu như thế, làm bẩn thánh bảo của ta rồi. Đông Hoàng Phủ Tung nghe thế một búng máu phun ra từ trong cổ họng. Lần này không phải là tinh huyết, mà là bị Diệp Phúc làm cho tức đến hộc máu. Nếu đã không thể nào đoạt lại được Thái Dương Thần Lô, như vậy chỉ cần giết ngươi là Thần Lô tự nhiên sẽ thuộc về ta thôi. Đông Hoàng Phủ Tung quát to một tiếng, đằng đằng sát khí, cười gằn mà nói: Oát con, lão tổ ta tuy hao tốn một nửa tu vi, nhưng vẫn có pháp lực của nhân hoàng bát phẩm. Ngươi chỉ là một thằng oát con vừa mới tiến vào tam bất diệt cảnh, ta giết ngươi như giết một con gà mà thôi. Khí thế của lão bành trướng ra vô hạn, từ trên cao nhìn xuống Diệp Phúc với khuôn mặt dữ tợn. Này, ngươi dùng Thái Dương Thần Lô tới chân áp Phu Hoàng Cấm Pháp chân thân, ta lại muốn nhìn xem ngươi ngăn cản ta như thế nào. Lão lao tới Diệp Phúc, khí thế oanh kích bảo hồn giới của cấm bảo, khiến cho hư không nơi đây rung lên không ngớt. Hư không của bảo hồn giới cấm bảo rất vững chắc, hơn bên ngoài gấp trăm ngàn lần. Khí thế của Đông Hoàng Phủ Tung có thể đánh cho không gian nơi đây rung lên, quả thật là rất được. Lão đúng là không nói quá, tuy lão bị Diệp Phúc dùng kế làm hao tổn đi một nửa pháp lực, nhưng tu vi vẫn là nhân hoàng bát phẩm, vẫn là bá chủ, khiến kẻ khác không thể kháng cự. Có thể nói, cho dù là cả Già La, Tu Đề, Bảo Hiền cùng Hạo Thiên Khuyển cùng xông lên với công lão, thậm chí tế Phong Thần Bảng, Phong Thần Đài và Đả Thần Tiên, uy giãn Huyền Quan cùng 18 tầng thiên ngục thì cũng sẽ bị lão đánh bại chỉ trong chớp mắt, giết chết tất cả. Chiến lực của nhân hoàng đỉnh phong không hề bé nhỏ, cho dù có hao tổn đi một nửa tu vi thì vẫn hơn xa nhân hoàng bình thường. Thái Dương Thần Cung! Lão quát lên một tiếng, một tòa cung khuyết cực lớn hiện ra trên không trung, ngàn dặm cung đình, đại điện chấn áp đỉnh đầu. Đây là một món nhân hoàng chi bảo cực lớn, sừng sững dựng đứng, ép cho không gian bảo hồn giới xuất hiện những vết rạn nứt như một tấm lưới nhện nhện. Mà trung tâm chính là món nhân hoàng chi bảo của Đông Hoàng Phủ Tung này. Đây là phòng chế phẩm mà lão rèn ra dựa theo thánh bảo của Thái Dương Thần Cung. Nó càng lúc càng nhỏ, trong chớp mắt chỉ còn lại tầm hơn 10 trượng. Thu nhỏ đi vô số lần, sức mạnh cũng ngưng tụ được vô số lần. Nhưng mạng nhện do vết rạn nứt tạo thành trên hư không kia vẫn còn tồn tại, nhìn mà hoảng sợ. Nó có thể tạo ra loại vết nứt hư không như thế này. Trong bảo hồn giới của cấm bảo, tu vi thực lực của Đông Hoàng Phủ Tung tuy không bằng thánh chủ nhưng cũng không kém là bao. Tu vi của lão tràn ngập các loại năng lượng kỳ lạ, vặn cong không gian, cho người ta cái cảm giác rằng chân thân của lão không ở nơi này, lại giống như ở ngay đó. Kỳ thực chân thân của lão ở trong lồng bảo vệ của nhiều lớp không gian, cho dù có công kích lão thì cũng sẽ không đánh được đến lão. Món thánh bảo này của Thái Dương Thần Cung quả là kỳ lạ mà. Diệp Phúc không nhận được động dung. Thái Dương Thần Cung của Đông Hoàng Phủ Tung gần như một món nhân hoàng chi bảo. Thứ phòng chế phẩm của Thái Dương Thần Cung chân chính đã có được năng lực kỳ diệu, khiến cho người ta không thể nào công kích được bản thể. Như vậy, Thái Dương Thần Cung chân chính e là có thể ẩn náu ở trong vô số không gian, cho dù có công kích thế nào cũng không thể đánh tới tòa thần cung đó. Loại vũ bảo này Diệp Phúc nhìn thấy lần đầu tiên. Diệp Thiếu Bảo, hôm nay lão tổ ta sẽ cho ngươi kiến thức thực lực của nhân hoàng đỉnh phong. Đông Hoàng Phủ Tung giơ 5 ngón tay chụp tới Diệp Phúc. Tay của lão vọt lên cao che khuất cả bầu trời. Một chưởng hạ xuống, 5 ngón tay đột nhiên phân giải thành những con tam túc kim ô vàng chói, kêu lên vài tiếng rồi vù vù nhào tới Diệp Phúc. Tam túc kim ô trong một thức vô pháp của Đông Hoàng Kỳ đã có thể dễ dàng xé thân thể của vị nhân hoàng Bảo Hiền Minh Tôn, lật vào não của hắn lên, phun vào chân hỏa, thiêu sạch sẽ thân thể nhân hoàng của Bảo Hiền Minh. Mà tu vi và thực lực của Đông Hoàng Phủ Tung cao hơn Đông Hoàng Kỳ không biết bao nhiêu lần. 5 con tam túc kim ô do 5 ngón tay hóa thành kia có uy lực rất lớn, sẽ vỡ thân thể của nhân hoàng đỉnh phong cũng không phải là đùa. Vèo một cái, chỉ trong chốc lát, 5 con tam túc kim ô này đã nhào đến gần Diệp Phúc, bay lượn xung quanh hắn, vô cùng vô tận thái dương chân hỏa, đốt cho hư không quanh hắn tan chảy, trông hư không như một tấm vải trắng bị đốt ra một lỗ. Tam túc kim ô giơ vuốt bắt lấy Diệp Phúc. Diệp Mỗ một đời lăn lộn sông pha, là đại vu bỏ ra từ trong đống người chết. Đông Hoàng tiền bối, một thức vô pháp của ngươi mà muốn làm gì ta, có vẻ là có phần si tâm vọng tưởng rồi. Diệp Phúc đứng im tại đó, đột nhiên một tiếng ong ong vang lên, những lợi chảo của 5 con tam túc kim ô giơ đến hắn, giống như bị một sức mạnh vô hình nào đó vặn cong, đứt ra từng tấc một. Luồng sức mạnh này nhanh chóng lan tràn, chỉ trong chớp mắt đã xoắn vỡ cả 5 con tam túc kim ô kia. Trong nháy mắt, đạo vũ pháp của Đông Hoàng Phủ Tung đã bị phá đi một cách rất dễ dàng. Ở sau lưng hắn hiện ra một chiếc lục đạo luân hồi cực lớn, trông rách nát đến không chịu nổi, các loại phù văn phù hiệu lập lòe trên luân hồi, bẻ cong thời không, phát ra những tiếng ong ong. Đông Hoàng Phủ Tung cả kinh, vội chăm chú nhìn thì thấy không xung quanh Diệp Phúc bị lục đạo luân hồi sau lưng hắn vặn cong. Chân thân hắn vẫn đứng ở trong bảo hồn giới này, nhưng vòng quanh thân hắn lại có những cái hư không thế giới. Trừ phi đánh vỡ những tầng hư không thế giới do luân hồi lực của lục đạo luân hồi tạo ra này thì mới có thể công kích được bản thể của Diệp Phúc. Khác với Thái Dương Thần Cung của Đông Hoàng Phủ Tung là Thái Dương Thần Cung khiến cho chân thân của Đông Hoàng Phủ Tung ẩn náu trong tầng hư không, khiến cho người ta không cách nào tìm được vị trí chân chính của lão, không cách nào công kích được đến bản thể của lão. Mà lục đạo luân hồi sau lưng Diệp Phúc lại bẻ cong tầng thời không, hình thành nên những bức tường không gian, trong đó tràn đầy năng lượng hùng mạnh, tiến vào trong sẽ bị xoắn nát. Lục đạo luân hồi thi triển ra còn thần diệu hơn cả hư không ấn. Hư không ấn chỉ khiến cho bản thân tan vào trong hư không, xuyên qua hư không, thế nhưng lại dễ bị người ta chấn ra khỏi hư không. Nhưng lục đạo luân hồi lại sáng tạo ra các tầng lớp hư không, bẻ cong thể không, xoắn nát tất cả, đương nhiên là không hề giống nhau. Lục đạo luân hồi ở trong ghi chép của Luân Hồi Kinh không phải là vô pháp, vô không phải là phương pháp rèn luyện vu bảo, nhưng lại hơn vu pháp và vu bảo. Một vu pháp thật kỳ quái. Đông Hoàng Phủ Tung tâm khẽ động, lập tức bước từng bước to lên phía trước. Thân thể liên tục bành trướng, ngưng tụ ra Hạo Thiên Đại Đế chân thân, đầu đội đế quan, thân khoác hoàng bào, chân đạp tường vân, eo quấn hỏa long, tay đeo kim dao, một luồng đế khí tự nhiên mà có, như một vị đế hoàng thống trị thiên giới. Lão há miệng nhổ ra một đạo nhân hoàng cấm pháp, hóa thành Hạo Thiên Đại Đế chân thân, khác giống hệt hai vị nhân hoàng đỉnh phong cùng giáp công Diệp Phúc. Chiến lực của lão đã tăng lên gấp bội, ngay lập tức công phá tầng thời không do lục đạo luân hồi hình thành, chấn vỡ hư không thành bụi phấn, rồi công kích bản thể của Diệp Phúc. Đông Hoàng Phủ Tung, ngươi chẳng qua là tượng bùn được người khác cung phụng, chỉ biết cậy già lên mặt thôi, trốn trong Thái Dương Thần Cung hưởng phúc. Vu pháp của ngươi, cấm pháp của ngươi là do Thái Dương Thần Cung truyền thụ, linh mạch linh khí của ngươi tu luyện cũng là Thái Dương Thần Cung cung cấp cho, ngay cả tài liệu rèn tạo ra vũ bảo cũng là Thái Dương Thần Cung đưa cho, người vốn chẳng phải bùn ba kiếm sống. Đối mặt với vị nhân hoàng đỉnh phong này, Diệp Phúc không hề thoái lui, mà ngược lại khí thế của hắn thình lình phóng ra hoàn toàn, ngưng tụ bản vương chân thân, thân thể bất diệt, tay cầm Kiến Mộc Thần Trượng, 7 vòng công đức kim luân sau đầu xoay tròn không thôi, với lục đạo luân hồi giao tướng chiếu rọi. Diệp Phúc đem tu vi toàn thân rót vào bên trong trượng, lập tức kích phát bón cấm bảo bán thành phẩm này lên, từng đạo thanh hà lưu động, vô số liệt nhật kim ô bay múa trong thanh hà, một luồng hơi thở cấm bảo khiến người ta phải run rẩy phát ra. Mà ta từ nhỏ đến lớn không có gì cả, tất cả đồ mình có đều là do vơ vét mà có, phải cướp, phải đoạt. Hắn cầm trượng trong tay quét tới Đông Hoàng Phủ Tung, trông thật rầm rộ, đánh cho hư không dầm một tiếng sụp đổ. Phiến bảo hồn dưới này tuy là không gian trong cấm bảo, nhưng chiến lực của Diệp Phúc lại không hề yếu hơn Đông Hoàng Phủ Tung chút nào. Hắn không hề để ý tới công kích của Đông Hoàng Phủ Tung, mà lấy công kích công đối công, lấy cứng trợ cứng, cực kỳ bá đạo, cực kỳ sảng khoái. Cuộc đời ta trải qua sát phạt chiến đấu, số lần chiến đấu còn gấp người trăm ngàn lần, người sao có thể sánh với ta được. Một trượng này của Diệp Phúc rơi xuống đã đánh xuyên qua tầng hư không do Thái Dương Thần Cung của Đông Hoàng Phủ Tung tạo nên. Sau đó hắn xuất hiện ra ngay trước bản thể của lão. Hôm nay ta sẽ tru sát ngươi, rút đi cấm pháp của ngươi để phục hồi cho Thái Dương Thần Lô của ta. Ngươi chết đi. Hai người gần như đồng thời phát ra công kích, trong chớp mắt đánh tan phòng ngự của người kia rồi tấn công đến bản thể của đối phương. Đây là trận tỷ thí của hai cao thủ tuyệt đỉnh chân chính. Diệp Phúc là một trong những cường giả trẻ tuổi nổi bật, mà Đông Hoàng Phủ Tung lại là thái thượng trưởng lão của đệ nhất cung ma đạo, nhân hoàng đỉnh phong. Hai người ra tay cũng không hề thăm dò đối phương, mà trực tiếp dùng đến thủ đoạn mạnh nhất của mình, không cho đối phương cơ hội nào. Ở một tiếng, các tầng lớp không gian do lục đạo luân hồi hình thành của Diệp Phúc kia hoàn toàn bị Đông Hoàng Phủ Tung phá tan. Hai vị nhân hoàng đỉnh phong với bộ dạng của đế hoàng kia đồng thời phi đến gần, bốn cánh tay đồng thời chụp xuống Diệp Phúc. Cùng lúc đó, Kiến Mộc Thần Trượng của Diệp Phúc cũng phá tan tầng không gian của Thái Dương Thần Cung, đánh đến bản thể của Đông Hoàng Phủ Tung. Trượng lớn hoành không, trông như một gốc cây lớn màu xanh biếc, thanh hà đường đường, trên thân nó có vài chiếc lá và mỗi một chiếc đều lớn đến vài trăm dặm. Đường vân trông như đám mây trên trời, lại tựa như những con đường lớn ầm ầm ép xuống Thái Dương Thần Cung, trên đỉnh đầu của Đông Hoàng Phủ Tung. Diệp thiếu báo, với lão tổ ta thì ngươi chỉ là một thằng oắt con mới sinh, mà lão tổ thì là người khổng lồ đã sống hàng ngàn năm rồi. Tu vi của ngươi không bằng ta, thực lực cũng không bằng ta, Một thứ bé tí như một con kiến hôi lại dám kêu gào trước mặt bá chú là lão tổ ta đây, đúng là tự tìm đường chết mà. Kim Ô liệt lô, Đế Lâm vu hoang, Đại Ô diệt thế, Thái Dương lồng giam. Một bàn tay của Đông Hoàng Phủ Tung hóa thành kim ô, song chảo nắm lấy vỏ não của Diệp Phúc, ra sức sốc lên. Một bàn tay khác lại như bàn tay của Thiên Đế, ba phủ chư thiên, đánh thẳng tới bản vương bất diệt chân thân. Một cánh tay khác ra một chưởng, liền có vô số mặt trời bay ra, rồi ầm ầm nổ tung, thiêu đốt hết hư không. Xung quanh Diệp Phúc giống như tận thế kéo đến, đốt cháy hết tất cả tàn hồn, thân thể. Còn một bàn tay nữa thì hóa thành một chiếc thần lô, nhốt Diệp Phúc ở bên trong, đề phòng cho linh bất diệt của hắn trốn mất. Bốn thức vu pháp này của lão đã khóa hết tất cả đường sống của Diệp Phúc lại. Chết đi cho ta! Lão ỷ vào phòng ngự của Thái Dương Thần Cung cùng với thân thể của Nhân Hoàng Đỉnh Phong nên không để ý tới công kích của Diệp Phúc. Lại đúng lúc đó, Diệp Phúc đột nhiên khẽ cười một tiếng ken két truyền đến, dưới nách hắn mọc ra từng cánh tay một, tổng cộng có 64 cái. Những bàn tay đó như hoa sen nở rộ, ngưng kết một loại ấn pháp kỳ lạ, nhất thời khiến cho thân thể Diệp Phúc như một vị thần vương hằng cổ bất diệt, vĩnh hằng tọa chấn hư không, bất động bất phá. Trung ngưng bất không, bất động thần vương. Diệp Phúc không chỉ đánh ra 64 đạo bất động thần vương ấn đối kháng với bốn thức vô pháp của Đông Hoàng Phủ Tung, mà cùng lúc đó một tòa ngọc lâu 15 tầng bay lên cao, treo trên đỉnh đầu của hắn. Từng luồng huyền hoàng khí phun ra bảo vệ quanh thân của hắn. Những luồng huyền hoàng khí này thật đặc, thậm chí bắt đầu ngưng tụ, gần như có dấu hiệu hóa thành hồng mông tử khí. Sức phòng ngự lại mạnh khiến cho người ta trố mắt cứng lưỡi. Đông Hoàng Phủ Tung, ta cũng biết thực lực của mình e là kém lão già ngươi một hai bậc. Ngươi thật sự cho là ta sẽ cố chống lại ngươi hay sao? Diệp Phúc cười ha hả. 64 đạo bất động thần vương ấn thêm vào ngọc lâu khiến cho lực phòng ngự của hắn đủ để tạm thời chống lại công kích của Đông Hoàng Phủ Tung, khiến cho hắn có thêm một phút trong chốc lát. Một phút chốc này cực kỳ quan trọng, đủ để hắn có thể đi trước một bước, đánh cho Hoàng Phủ Tung trọng thương, thắng được trận chiến này. Bốn thức ấn pháp của Đông Hoàng Phủ Tung rơi xuống, đánh cho từng đạo bất động thần vương ấn của Diệp Phúc kia vỡ nát. Lão là Nhân Hoàng Đỉnh Phong, thực lực quả thật mạnh hơn Diệp Phúc rất nhiều. Cho dù là 64 đạo bất động thần vương ấn cũng không thể hoàn toàn ngăn cản lão được. Diệp Phúc như không nhìn thấy, Kiến Mộc Thần Trượng ép đến đỉnh đầu Đông Hoàng Phủ Tung, nghiền nát hư không, chân món Nhân Hoàng Chi Bảo kia ra khỏi hư không, ầm ầm nện xuống. Thái Dương Thần Cung không ngừng nứt vỡ ra, lại không ngừng khôi phục, nhưng căn bản không thể so với tốc độ phá hoại của Kiến Mộc Thần Trượng được. Đông Hoàng Phủ Tung, ta đã nói rồi, Diệp Mẫu bỏ ra từ trong núi người chết, mà ngươi chỉ là tượng đất do người khác cung dưỡng, sao có thể so với ta được? Người muốn chết chính là ngươi. Diệp Phúc nói với đầy vẻ sát khí. Chỉ nghe một tiếng oành nổ vang lên, Thái Dương Thần Cung bị một trượng của hắn hoàn toàn đánh cho vỡ nát. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Phủ Tung cũng phá vỡ 64 đạo bất động thần vương ấn của hắn. Lúc này đây đã nhìn ra được là ai công phá phòng ngự của đối phương trước. Chẳng qua Thái Dương Thần Cung của Đông Hoàng Phủ Tung đã bị Diệp Phúc dùng một trượng gõ nát, mà 64 đạo bất động thần vương ấn của Diệp Phúc cũng bị phá nát hết. Nhưng hắn còn có ngọc lâu treo cao, huyền hoàng khí cùng hồng mông tử khí xen lẫn nhau như thác nước chảy xuống. Huyền hoàng nhị khí chính là căn cơ tổ thành thiên địa vũ trụ, rất nặng, một dòng khí như sợi tóc thôi cũng đủ để đè chết nguyên thần của đại vu tam thần cảnh. Mà huyền hoàng khí buông xuống từ ngọc lâu của Diệp Phúc dài đến vài dặm, cuồn cuộn không dứt, bên trong xen lẫn hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí chính là nền tảng của huyền hoàng nhị khí, là nguyên tố căn bản khi đất trời chưa mở ra. Loại hồng mông tử khí này cho dù là ở thiên giới cũng đều cực kỳ thưa thớt, cơ bản đều nắm vào trong tay các đầu sỏ thiên giới và được coi là chân bảo. Ví dụ như Thanh Đế đã từng chém chết Hạo Thiên Đại Đế và thống trị thiên giới vài trăm nghìn năm, chính là sinh ra từ trong hồ nước hình thành từ hồng mông tử khí, mới sinh ra và đã vô cùng hùng mạnh. Ngọc lâu của Diệp Phúc hình thành hồng mông tử khí vẫn cực kỳ mỏng, còn mỏng hơn tờ giấy trăm ngàn lần, nhưng lực phòng ngự này cũng đủ để ngăn cản Đông Hoàng Phủ Tung một chút thời gian. Bốn thức vô pháp của Đông Hoàng Phủ Tung bị ngăn cản trong khoảnh khắc, ngay sau đó lập tức xé tan hồng mông tử khí cùng huyền hoàng khí, cuối cùng giáng đến thân thể của Diệp Phúc. Lại vào lúc ấy, thân thể của lão ầm ầm nát vụn, nguyên thần và thiên địa pháp tướng đều vỡ tung, ngay cả nhân hoàng phân thân của lão cũng bị một trượng của Diệp Phúc đánh nát. Lúc ấy Già La Minh Tôn cùng với Bảo Hiền, Tu Đề và cả Hạo Thiên Khuyển nhao nhao bay vào trong Thái Dương Thần Lô này. Ba vị nhân hoàng cùng một con phá cẩu vừa tiến vào bảo hồn giới thì thấy Diệp Phúc cùng với Đông Hoàng Phủ Tung đã giao thủ đến lúc quyết liệt. Sóng khí kiểu hủy diệt quét sang bốn phía, đánh vào hư không, cuồng phong quét tới, đánh bay bọn họ đi vài trăm dặm. Thật cường hãn. Già La Minh Tôn có tu vi cao, ngay lập tức tế giãn huyền quan lên, định trụ hư không, chống lại dư ba giao thủ của hai người kia. Hạo Thiên Khuyển há miệng nhổ ra từng xúc tu đỏ như máu, đâm xuyên hư không, cũng ổn định lại thân hình. Tu Đề và Bảo Hiền cũng tự tế nhân hoàng chi bảo của mình lên, ra sức định trụ thân hình, không nhận được mà kinh hãi. Thật quá mạnh, cái loại giao thủ ở trình độ này, chỉ sợ chúng ta tiến vào trung tâm giao thủ sẽ bị chấn chết chỉ với một kích kìa. Diệp Phúc nện nát Đông Hoàng Phủ Tung chỉ với một trượng, ngay lập tức hắn buông Kiến Mộc Thần Trượng ra để cho nó dựng thẳng giữa không trung. Cây cự mộc này càng lúc càng lớn, càng lúc càng cao, trông như một chiếc trụ lớn chống đỡ trời cao. Bên trên đội đến đỉnh của phiến vào hồn giới này, từng đạo thanh hà hạ xuống từ trên đỉnh thần trượng, chảy ra trông như một chiếc cô lớn màu xanh lục. Giam cầm không gian. Chiêu thức ấy của hắn định trụ hư không, bao phủ cả ngàn dặm, phong tỏa toàn bộ hư không ở dưới ô, làm cho chân linh bất diệt của Đông Hoàng Phủ Tung không chỗ nào để trốn. Cùng lúc đó, bốn thức cấn pháp của Đông Hoàng Phủ Tung phát ra cuối cùng cũng đánh lên trên người của Diệp Phúc. 66 cánh tay của hắn bành oành nổ tung, máu thịt văng tung tóe, thân thể bị đánh nát hơn nửa. Nguyên thần và thiên địa pháp tướng của hắn đồng thời bị trọng thương. Chỉ một thoáng, cành lá của Ngọc Thụ Nguyên Thần giơ là tả, những chiếc rễ cực lớn bốc cháy, thậm chí ngay cả những thiên địa pháp tướng nhỏ yếu trong bản vương thiên địa pháp tướng như kiểu chuyển của Phật Kim Thân, Vạn Kiếp Lôi Thân, Lục Đạo Pháp Thân, Hoàng Tuyền Đạo Nhân đều bị luồng sức mạnh cực lớn kia đánh nát. Đó là bởi vì những loại cấm pháp này có uy năng không mạnh, lại chỉ chiếm một tỷ lệ không lớn trong bản vương khai thiên kinh, khá là nhỏ yếu. Dù rằng Diệp Phúc đã tế Ngọc Lâu lên, dùng đến Bất Động Thần Vương Ấn chiếm trước được một đường tiên cơ, nhưng Đông Hoàng Phủ Tung dù sao cũng là nhân hoàng đỉnh phong, tuy tu vi đã hao tổn đi một nửa, lại bị Diệp Phúc đánh nát thân thể, nguyên thần, thiên địa pháp tướng, khiến cho uy năng của bốn thức ấn pháp của lão phát ra bị giảm đi nhiều, nhưng vẫn có thể đánh cho Diệp Phúc bị thương nặng, gần như là phá hủy đi thân thể của hắn. Bỗng nhiên, trong không trung xuất hiện một ngọn đèn lơ lửng ở trước mặt Diệp Phúc, ánh lửa lay động theo gió. Diệp Phúc dùng mình, thầm nghĩ một tiếng không xong, đang định tránh xa thì một luồng gió mạnh thổi tới, ngọn lửa bùng lên vô cùng vô tận. Ngọn lửa bao phủ cái đầu duy nhất còn lại của hắn, ánh lửa ồn ồn cùng tiếng nổ mạnh truyền đến, đánh cho hư không liên tục sụp xuống. Chảm đèn này cũng là một món nhân hoàng chi bảo có uy lực rất mạnh, không hề thua kém Thái Dương Thần Cung, chính là vũ bảo mà Đông Hoàng Phủ Tung thu thập Thái Dương chân hỏa vất vả mà luyện thành. Lão tế nó lên trong lúc Diệp Phúc không để ý, nhất thời khiến cho hắn rơi vào hiểm cảnh. Diệp thiếu báo, lão tổ ta chính là nhân hoàng đỉnh phong bất tử bất diệt, còn ngươi chỉ mới bước chân vào tam bất diệt cảnh, ngay cả thân thể bất diệt còn chưa tu thành, ngươi đấu với ta thế nào được đây? Chân linh bất diệt của Đông Hoàng Phủ Tung liên tục chạy dưới hư không, bị bao phủ bởi chiếc ô lớn do Kiến Mộc Thần Trượng hình thành. Đột nhiên, một nguồn năng lượng vô tận kéo đến, khiến cho nguyên thần và thân thể của lão nhanh chóng khôi phục. Sau đó, thiên địa pháp tướng cũng ngưng tụ thành công. Chản đèn này của ta tên là Đại Nhật Diệt Thần Đăng, tế nó lên rồi sẽ không cho ngươi thấy được mặt trời ngày sau nữa đâu. Đông Hoàng Phủ Tung hồn hển chửi vài câu rồi lại cười ha hả, vẫy tay khiến cho chản đèn kia rơi vào trong tay. Lão dương dương đắc ý nói: "Oát con, lão tổ ta thừa nhận là thực lực cùng mưu kế của ngươi đều rất xuất sắc, là nhất đẳng. Dù là ta không để ý thì cũng sẽ bị tổn thất nặng. Nhưng lão tổ ta thành danh đã lâu, lại là thái thượng trưởng lão của Thái Dương Thần Cung, há lại chỉ có một món nhân hoàng chi bảo hộ thân thôi sao?" Lão bị một chiêu của Diệp Phúc phá hủy thân thể, nguyên thần và thiên địa pháp tướng. Tuy lúc này đã khôi phục, thế nhưng tu vi bị tổn hao nhiều, không thể khôi phục được trạng thái toàn thịnh. "Đông Hoàng Phủ Tung, ngươi không chỉ có một món nhân hoàng chi bảo, ta cũng vậy. Vì sao ngươi cho là Đại Nhật Diệt Thần Đăng của ngươi có thể tiêu diệt được ta đấy?" Giọng nói của Diệp Phúc vẫn trong trẻo rõ ràng như cũ, giống như không hề bị tổn thương gì. Đông Hoàng Phủ Tung dùng mình, vội nhìn lại theo tiếng thì thấy Diệp Phúc quần áo lam sam vẫn đứng nguyên tại chỗ, tựa như không hề bị tổn thương gì cả. Thậm chí thân thể bị đánh nát kia cũng đã khôi phục được như ban đầu, không hề nhìn ra rằng tu vi của hắn có dấu hiệu suy giảm đi. Trên đỉnh đầu của Diệp Phúc có một tòa ngọc lâu 15 tầng cùng một tòa bảo tháp 11 tầng xoay quanh nhau, một lâu một tháp, trông thật cổ xưa ảo diệu. Tuy uy năng của Di La Thiên Địa Tháp không bằng ngọc lâu, nhưng uy lực của nó thì hơn hẳn nhân hoàng chi bảo bình thường. Lúc ấy, khi Đông Hoàng Phủ Tung chưa khôi phục thân thể, nguyên thần và thiên địa pháp tướng, chỉ có chân linh bất diệt tới lên Đại Nhật Diệt Thần Đăng, thổi ra một trận gió, mặt trời bay ra từ trong ánh lửa vọt tới Diệp Phúc. Chính tòa bảo tháp này đã đón đỡ, bảo vệ thân thể Diệp Phúc. Thân gia Diệp mỗ sớm đã vượt qua nhân hoàng, thậm chí thánh chủ đều không hùng hậu như ta đâu. Diệp Phúc phải phẩy quần áo, mỉm cười nói: Ta ôm kho báu Tây Hoàng lại cướp đoạt khắp nơi, tặng đi vô số nhân hoàng chi bảo, ngay cả cấm bảo bán thành phẩm ta đều đem tặng người khác được. Nếu ta muốn thì hoàn toàn có thể trùng kiến một thánh địa. Người so với vu bảo với ta, xem ai nhiều hơn thì chẳng khác nào quá buồn cười hay sao? Giết người rồi, tất cả đồ của ngươi đều sẽ là của lão tổ ta. Đôi mắt Hoàng Phủ Tung đỏ ngầu, lão rít cả một tiếng rồi tế Đại Nhật Diệt Thần Đăng lên. Một trận gió thổi ra xen lẫn mùi tinh khí nồng đậm gào thét cuốn tới, chỉ thấy ánh lửa hừng hực, từng vòng mặt trời vọt ra khỏi ánh lửa, kết nối thành một đường lao thẳng đến Diệp Phúc. Những mặt trời đó càng lúc càng lớn, trong chớp mắt liền hóa thành một đám cầu lửa to đến mấy trăm dặm, có lực phá hoại có thể đốt cháy tất cả, hủy thiên diệt địa. Đồ ngu, Đông Hoàng Phủ Tung, Kiến Mộc Thần Trượng của ta giam cầm hư không, ngươi cho đó chỉ là một món đồ chơi thôi sao? Kỳ thực ngươi nên trốn đi, thế nhưng cho dù ngươi có đem hết toàn lực thì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Diệp Phúc không thèm để ý đến những mặt trời to lớn đang bay tới kia, hắn đột nhiên giơ bàn tay ra, 5 ngón tay xòe ra rồi lập tức nắm chặt lại, cười lạnh và nói: Giao thủ với ta, một chiêu thua, chiêu chiêu thua, cuối cùng ngươi chỉ có thể chết, dù là nhân hoàng đỉnh phong cũng không phải là ngoại lệ. Bàn tay của hắn nắm chặt, chỉ thấy chiếc cô do các đạo thanh khí hình thành kia đột nhiên xoay tròn, khép lại vào giữa. Đây là trận văn phát ra từ cấm bảo bán thành phẩm, tuy uy lực kém với cấm bảo chân chính, nhưng uy lực của mỗi một đạo trận văn đều cực kỳ mạnh, không phải là nhân hoàng chi bảo có thể chống lại. Ngay lập tức nó xoắn cho những mặt trời kia oanh oanh mà nổ tung. Dầm một tiếng, chiếc ô to lớn màu xanh kia hoàn toàn khép lại, ép cho Đông Hoàng Phủ Tung vỡ nát, ngay cả Đại Nhật Diệt Thần Đăng của lão cũng bị ép thành bột mịn. Chiếc ô do Kiến Mộc Thần Trượng biến thành càng lúc càng nhỏ, rồi lại hóa thành một chiếc ô màu xanh ngắn chừng 3 thước, rơi vào trong tay của Diệp Phúc. Chỉ thấy bên trong thanh ô một luồng năng lượng mạnh mẽ đang không ngừng bành trướng, định đẩy ra xương ô tạo thành từ từng đạo thanh hà. Đông Hoàng Phủ Tung, ngươi chẳng qua chỉ là nhân hoàng đỉnh phong, không có cấm bảo bán thành phẩm thì đừng hòng chạy khỏi sự chấn áp của Kiến Mộc Thần Trượng, cần gì phải dãy dụa như vậy. Diệp Phúc không để ý mà một tay cầm ô ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vô hoàng cấm pháp phân thân trong món cấm bảo này đã thu nhỏ hơn 10 lần, từ mấy vạn trượng thu lại chỉ còn mấy ngàn trượng. Tinh khí cùng cấm pháp của vô hoàng bên trong đã bị thánh bảo cắn nuốt sạch, mà mặt trời sắp tắt trong món thánh bảo kia đang từ từ sống lại, từ một mặt trời màu đen dần dần biến thành màu đỏ sậm. Uy năng thánh bảo cũng đang từ từ nảy sinh tăng trưởng. Đám người Già La Minh Tôn vội vàng chạy tới, chỉ thấy tôn vu hoàng cấm bảo phân thân trên bầu trời kia càng ngày càng nhỏ lại, trong khoảnh khắc đã bị Thái Dương Thần Lô hoàn toàn cắn nuốt. Lập tức bảo hồn giới trong món cấm bảo này bắt đầu sụp đổ, từng mảng hư không sụp xuống, từng tia rơi vào trong Thái Dương Thần Lô. Ngay cả đủ loại tài liệu luyện chế nên món cấm bảo này, ngũ hành kim khí cũng bị thần lô kia cắn nuốt. Không đến một khắc đồng hồ, món cấm bảo của Thái Dương Thần Cung này hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại thánh bảo trong tay Diệp Phúc. Một món cấm bảo nhưng không thể khiến cho thánh bảo hoàn toàn sống lại được. Thái Dương Thần Lô do Hạo Thiên Đại Đế luyện chế này, nếu như sống lại rồi thì uy lực của nó sẽ khủng bố cỡ nào đây? Diệp Phúc thầm nghĩ, không biết Thái Dương Thần Cung còn món cấm bảo nào như vậy hay không đây? Nếu có thì không ngại lấy đến 2 món nữa đi. Một món cấm bảo cứ tan biến đi như vậy, không còn sót lại chút gì, ngay cả da xương đều bị Thái Dương Thần Lô trong tay Diệp Phúc cắn nuốt. Loại chuyện này có nói ra thì cũng không có người nào tin tưởng. Thánh bảo mà Nga Hoàng luyện chế ra, mất đi 10 vạn năm cũng không thể cắn nuốt thiên địa Dương Tam Đỉnh của Hạ gia kia, mà thánh bảo trong tay Diệp Phúc này dùng chưa tới 1 canh giờ đã ăn tươi nuốt sống một món cấm bảo, ngay cả cặn cũng không để lại dù chỉ là một chút xíu. Cái này đương nhiên là do thánh bảo do Hạo Thiên Đại Đế luyện ra có uy lực hơn xa thánh bảo mà Nga Hoàng luyện chế. Ngoài ra còn một nguyên nhân khác nữa, đó chính là Thái Dương Thần Lô do Đông Hoàng Phủ Tung tế lên, dù là cấm bảo nhưng cũng là phòng chế phẩm của Thái Dương Thần Lô trong tay Diệp Phúc. Phòng chế phẩm chính là phòng chế phẩm, cho dù là cấm bảo, cho dù uy năng minh mông ra sao thì vẫn thua kém Thái Dương Thần Lô chân chính. Gặp phải chính phẩm đương nhiên sẽ bị khắc chế. Nếu Đông Hoàng Phủ Tung mang đến món cấm bảo khác thì Thái Dương Thần Lô trong tay Diệp Phúc kia sẽ không có khả năng, không có lực khắc chế đối phương, tất sẽ xảy ra một trận huyết chiến, hưu chết về tay ai còn không rõ, chứ không phải là bị Diệp Phúc bẻ vỡ nghiền nát như thế này. Dù sao Đông Hoàng Phủ Tung chính là nhân hoàng đỉnh phong, lại nắm cấm bảo trong tay nên có thực lực tương đương với thánh chủ, Mà Diệp Phúc tuy cầm thánh bảo trong tay nhưng lại là một món thánh bảo đã ngủ say, không hề kích phát được uy năng của nó. Dù có kích phát được thì cũng không phát huy được ra nhiều. Hơn nữa, nếu Đông Hoàng Phủ Tung mang đến cấm bảo khác, Diệp Phúc cũng không hề lấy Thái Dương Thần Lô đến áp chế, rồi nhân tiện tế luyện thành công Thái Dương Thần Lô. Thật không biết này ta có thể thúc giục được món thánh bảo này không đấy. Diệp Phúc nghĩ thế, lập tức khiến cho Kiến Mộc Thần Trượng hóa thành một chiếc cô xanh vù vù mở ra, đưa Đông Hoàng Phủ Tung vào trong Thái Dương Thần Lô. Đông Hoàng Phủ Tung bị món cấm bảo bán thành phẩm Kiến Mộc Thần Trượng chấn áp, nguyên khí đại thương, nhưng vẫn chưa hề chết. Rơi vào trong Thái Dương Thần Lô rồi vẫn sinh long hoạt hổ như trước, quát lớn liên tục, ý đồ lao ra khỏi món thánh bảo này. Thần Lô đốt thế. Diệp Phúc cổ động tu vi, nhất thời khiến uy năng của Thần Lô bùng nổ. Ở trong lô vô cùng vô tận ngọn lửa màu đen bắt đầu bốc lên, bao phủ lấy Đông Hoàng Phủ Tung. Lão ta chỉ kịp hét thảm một tiếng, rồi không còn tiếng động gì nữa. Diệp Phúc thúc giục Thần Lô, chỉ trong chớp mắt đã luyện hóa một vị nhân hoàng đỉnh phong thành cho bụi. Nhưng trong chớp mắt này, Diệp Phúc cũng cảm giác được mình tiêu hao lớn đến mức khó có thể thừa nhận được. Tu vi mà thiên địa pháp tướng của hắn chất chứa có thể so với nhân hoàng tam tứ phẩm, tương đương với bá chủ nhân hoàng trung kỳ. Thế nhưng trong chớp mắt ngắn ngủi kia, tu vi của hắn đã hao đi 8 phần, chỉ còn lại tu vi của đại vu tam bất triệt cảnh đỉnh phong. Dù là như vậy, Diệp Phúc cũng chỉ có thể thúc giục được uy năng 1/1000 của món thánh bảo này, thậm chí còn chưa đến 1/1000. Quá khủng bố, thật quá khủng bố rồi. Nếu có thể phát huy ra được 1/10, chắc hắn có thể dễ dàng chấn vỡ cấm bảo, thậm chí là luyện chết vua hoàng. Sắc mặt của Diệp Phúc tái nhợt hẳn đi, hắn vội ngừng thúc giục Thần Lô, chỉ cảm thấy cơ thể trống rỗng, đầu choáng mắt hoa. Hắn vội vàng ổn định lại thân hình, rồi không ngừng rút lấy tiên quang, luyện hóa bổ sung tu vi. Hắn thầm nghĩ, nhưng muốn thúc giục được 1/10 uy lực thì tu vi của ta cũng phải tăng lên ít nhất mấy trăm, thậm chí ngàn lần. Chỉ sợ khi đó ta đã là nhân hoàng đỉnh phong, cách cảnh giới vua hoàng cũng chỉ còn một bước ngắn ngủi nữa mà thôi. Uy lực của thánh bảo thật sự quá lớn, thật sự là quá kinh khủng. Năng lượng tiêu hao cũng đạt tới mức mà người thường không thể tưởng tượng được. Nếu không phải tu vi Diệp Phúc thâm hậu, e là căn bản không thể thôi phát ra được uy lực của Thái Dương Thần Lô, mà còn bị nó hút khô. Chúng ta đi, tiếp tục cướp đoạt thuần dương linh mạch bậc 9 nào. Diệp Phúc vung tay bay lên, đám người Già La Minh Tôn vội vàng theo sát ở phía sau. Ta cứ nghĩ bản vương khai thiên kinh ta sáng tạo đã hoàn toàn vô khuyết điểm, hoàn mỹ đến cực điểm. Nhưng lúc này đây, giao thủ với bậc cao thủ như Đông Hoàng Phủ Tung lại cho ta thấy chỗ không đủ của bản vương khai thiên kinh này. Diệp Phúc vừa khôi phục tu vi vừa suy nghĩ. 4 thức vu pháp của Đông Hoàng Phủ Tung đã đánh cho ta bị thương nặng, ngay cả 4 thiên địa pháp tướng là kiểu chuyển của Phật Kim Thân, Vạn Kiếp Lôi Thần, Lục Đạo Pháp Thân và Hồng Tuyền Đạo Nhân đều bị đánh vỡ. So với các thiên địa pháp tướng khác, 4 thiên địa pháp tướng này thật sự là quá yếu. 4 tôn thiên địa pháp tướng này cũng là một bộ phận tạo nên bản vương bất diệt chân thân, vì chúng tương đối yếu ớt nên đã khiến người ta có cơ hội phá hủy đi bản vương chân thân của hắn. Trước đó, Diệp Phúc không phát hiện ra sơ hở này là vì thực lực của hắn quá mạnh nên đã che giấu điểm yếu đó đi. Nhưng lần này, giao thủ với cao nhân nhân hoàng đỉnh phong Đông Hoàng Phủ Tung với va chạm cường độ cao đã khiến cho sơ hở này hiện ra. Điểm yếu này giờ còn chưa rõ ràng, nhưng nếu gặp phải cường giả chân chính như cao thủ cấp thánh chủ, trong lúc giao thủ bọn họ sẽ phát hiện thiếu sót của hắn, ngay lập tức sẽ đánh tan bản vương bất diệt chân thân. Các cấm pháp như cửu chuyển nguyên công, luân hồi kinh ở trước mặt những cấm pháp này trông có vẻ cực kỳ nhỏ yếu. Thật sự phải bỏ đi 4 loại cấm pháp này hay sao? Sông Hoàng Tuyền diễn biến ra từ Bích Lạc Hoàng Tuyền Ma Thiên Cấm Điển, kết nối thiên hà do Huyền Khung Thượng Cao Ngọc Hoàng Đại Đế Kinh diễn biến, cùng với thiên địa nhân ba giới. Nếu bỏ đi sẽ khiến cho ba giới không liên kết lại với nhau nữa kìa. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 149 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.